is all about. Trong lần tái ngộ Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic chỉ mất chưa đến một giờ đồng hồ để đòi lại món nợ tại Thượng Hải Master. Trước một Tsitsipas không còn là chính mình, Djokovic dễ dàng giành vé đi tiếp với thắng lợi 6-1 và 6-2. Ở bán kết, The Jokers sẽ đối đầu với tay vợt người Bulgari Grigor Dimitrov. Ở trận đấu đáng chú ý giữa Rafael Nadal và Joe Wilfred Tsonga, vua đất nền phải mất hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để khuất phục tay vợt nước chủ nhà với tỷ số 7-6 và 6-1. Kết quả này giúp Rafa lần đầu tiên đặt chân vào bán kết Poly Master kể từ năm 2013. Thử thách tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là tài năng trẻ Denis Shapovalov. Theo nguồn tin từ Motorsport, hãng Monster Energy chuẩn bị bổ sung công tác tổ chức màn so tài giữa Valentino Rossi và Lewis Hamilton. Cụ thể, trận giao hữu có 1-0-2 này sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tại Valencia. Theo tiết lộ trước đó từ Vale, tay đua người Ý sẽ lái chiếc W10 của Mercedes. Trong khi đó, Lewis Hamilton sẽ lần đầu tiên thử sức với một chiếc xe đạt chuẩn MotoGP. Lợi thế đang tạm nghiêng về Rossi khi anh đã từng lái chiếc F2008 của Ferrari. Về phần Lewis Hamilton, tay đua của Mercedes nhiều khả năng sẽ bước vào trận giao hữu với tư cách nhà vô địch F1 2019. Chỉ cần cán đích thứ 8 ở chặng đua tại Mỹ vào cuối tuần này, viên ngọc đen nước Anh sẽ có chiếc vô địch F1 thứ 6 trong sự nghiệp. Trong đoạn clip đăng tải trên Twitter, Manny Pacquiao, võ sĩ người Philippines và Jack Ma đã gửi lời thách đấu đến Floyd Mayweather. Trước chiến thư này, độc cô cậu bạn người Mỹ đã lên tiếng đáp trả thông qua tờ Mirror. Tôi biết Pacquiao đang cố nói điều gì. Nếu đối mặt với tôi sẽ đánh bại anh ta thêm một lần nữa. Trong khi đó, Floyd Mayweather hoàn toàn phớt lờ lời thách thức của cựu chủ tịch tập đoàn Alibaba. Thậm chí cựu tay đấm người Mỹ còn tuyên bố chẳng biết Jack Ma là ai. Hiện tại, đội ngũ Floyd Mayweather đang đàm phán với phía Manny Pacquiao cho phần 2 của trận so găng thế kỷ. Độc cô cậu bạn đã phải hủy bỏ kế hoạch trận đấu giao hữu ở Trung Quốc để tập trung cho màn tài đấu với Batman. Mới đây, lực sĩ Lê Văn Công đã quyết định bán đấu giá tấm huy chương vàng World Cup, chiến tích mà anh gặt hái được ở Malaysia vào năm 2016. Kết thúc phiên đấu giá, một doanh nhân lĩnh vực bất động sản đã đấu giá thành công với số tiền 125 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được lực sĩ Lê Văn Công trao lại cho gia đình Đoàn Thị Bích Hương, hàng xóm của anh. Được biết, nữ sinh lớp 11 đang mắc bệnh ung thư gan rất nặng, trong khi gia đình lại quá khó khăn. Lực sĩ Lê Văn Công hy vọng số tiền từ việc bán đấu giá tấm huy chương vàng của anh sẽ mang lại chút hy vọng cho cô bé hàng xóm. Tiếp đón San Antonio Spurs, trong bối cảnh thiếu vắng Stephen Curry, không có gì bất ngờ khi Golden State Warriors phải hứng chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 110-127. Thất bại thứ tư liên tiếp đánh dấu màn khởi đầu tệ hại nhất của các chiến binh trong vòng 10 năm trở lại đây. Chuỗi thành tích bết bát của Warriors có nguy cơ kéo dài khi kết quả chẩn đoán cho thấy Stephen Curry cần ít nhất 3 tháng để hồi phục chấn thương cổ tay. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, LeBron James có ngày thi đấu thăng hoa với cú triple-double, 39 điểm, 12 rebounds và 16 kiến tạo, giúp Lakers giành thắng lợi kịch tính 119-110 trước Dallas Mavericks. Thắng lợi thứ tư liên tiếp giúp King James cùng đồng đội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng miền Tây. Ở cuộc đối đầu giữa Houston Rockets và Brooklyn Nets, Kyrie Irving đã lên tiếng đúng lúc vào thời điểm then chốt, giúp đội chủ nhà có được chiến thắng với tỷ số 123-116. Trong thất bại của Rockets, James Harden đóng góp 36 điểm, song độ chính xác ở vạch ném 3 chỉ là 2/16. Tính từ đầu mùa, tỷ lệ ném 3 của James Harden chỉ đạt 20%. GT18 là cái tên quá đỗi quen thuộc với cộng đồng PUBG Việt Nam. Trong đó thành viên nổi bật nhất là Chloris, MVP của giải đấu First Blood Divine League. Khi đội tuyển đứng trước nguy cơ giải thể, Chloris bất ngờ đăng tải dùng trạng thái đổi tên thành Loopboy18, dấu hiệu cho thấy sự hợp tác với ông chủ bánh mì Pew Pew. Tuy vậy, theo thông tin mới nhất từ Chloris, Pew Pew đang ngưng dự án về PUBG và ngừng hỗ trợ team Loopboy18. Vì vậy, team sẽ đổi lại tên và tìm một nhà tài trợ mới. Được biết, Chloris cùng đồng đội vẫn góp mặt tại SCS Winter 2019, song sẽ xuất hiện với một cái tên mới hoặc trở lại là GT18. Trong những năm gần đây, Rookie được ca ngợi là một trong những người đi đường giữa xuất sắc nhất trên thế giới. Thậm chí tuyển thủ của Invictus Gaming còn được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với Faker. Dưới góc nhìn của game thủ chuyên nghiệp, Nemesis đã phủ nhận điều này. Theo đó, thành viên của Fnatic cho rằng Rookie không có những kỹ năng tốt như Faker và thậm chí còn chưa tiệm cận đến trình độ của Quỷ Vương. Chính bản thân Rookie cũng từng thừa nhận việc qua mặt Faker là điều không thể. Faker như một ngọn núi mà tôi luôn cảm thấy bất lực khi muốn vượt qua nó. Cái tên Faker đã là một nỗi ám ảnh đối với bất kỳ ai muốn hướng tới đỉnh cao. Đơn giản vì anh ấy là huyền thoại trong tựa game này.